Chào các em, thì hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em thực hành bài trồng rau mầm. Thì rau mầm thì rất là bổ dưỡng, với lại vào cái những ngày hôm nay chúng ta đang nghỉ dịch cho nên chúng ta sẽ trồng rau, thực hành trồng rau tại nhà. Thì muốn trồng rau mầm được á thì đầu tiên chúng ta phải chuẩn bị, thứ nhất là chúng ta phải có hạt. Mình có hạt, hạt này thì thầy đã ngâm ngâm hai nóng ba lạnh để giữ nhiệt độ, sau đó thì đem ủ cho hạt nảy mầm. Hạt nảy mầm sẵn rồi. Bước thứ hai, cái chuẩn bị thứ hai là chúng ta chuẩn bị là cái giá thể. Giá thể này phải sạch. Thầy chuẩn bị giá thể này là thầy lấy cho cháu hay trộn chung sơ dừa để làm giá thể giữ ẩm cho hạt. Cái thứ ba là thầy chuẩn bị nữa, đó là cái thùng mót. Thùng mót thầy cắt, thầy cũng phát lỗ dưới cho thoát nước tốt. Thùng mót này thì tận dụng lại thôi. Đó. Chúng ta có thể tận dụng như thùng mót mà ở nhà đã xài xong á, chúng ta không cần bỏ mà sử dụng thùng mót này. Rồi. Đầu tiên là chúng ta tiến hành như sau. Bước 1, chúng ta sẽ lấy cái giá thể. Ta để giá thể này vào trong thùng mót. Bỏ vào thùng mót. Các em nhớ chú ý là khi chúng ta để vào thùng mót thì chúng ta phải đè giá thể cho nó chặt xuống. Để thể chặt xuống. Đấy. Và phẳng. Để chặt xuống và phẳng. Hạn chế những cái sơ dừa. Những sơ dừa mà nó sơ quá thì hồi nữa khi mình ta thu hoạch nó thì dính lên rau. Chúng ta phải lựa cực. Đây, ém cho chặt vào và hoặc là phẳng. Rồi. Ép vào. Ép vào. Đó, rồi phẳng. Đằng lúc đó chúng ta hãy gãy hạt lên thì nó đều hơn. Rồi. Sau khi đã làm phẳng xong rồi thì các em hãy phun một miếng nước cho giá thể nó ẩm. Đây, chúng ta phun nước. Rồi, giá thể chúng ta đã ẩm rồi. Hơi ẩm thôi. Rồi, chúng ta sẽ dùng hạt. Ta sẽ lấy hạt. Đây, lấy theo hạt kia bên. Rồi, chúng ta sẽ gãy rất đều hạt lên. Rất đều hạt lên. Đó, rất thật là đều nhé. Và chúng ta hạn chế hạt nó đồng cục lại với nhau. Rất đều lên. Rồi. Em rất đều lên nha. Rồi, chúng ta gắt đều lên. Rồi, như vậy là được rồi. Không nên quá dày. Mỏng thì nó ít rau. Chúng ta không có nhiều. Nhưng mà khi mà dày thì chúng ta phải nhiều hơn. Nhưng mà không quá dày quá. Rồi, sau khi gắt hạt lên rồi thì chúng ta gãi thêm một tí giá thể nữa đang giữ ẩm hạt. Đấy. Chúng ta cứ để như vậy thì cũng được. Nhưng mà gãi như vậy thì nó sẽ gãi thêm thì giữ ẩm tốt hơn. Đấy. Thì ngày hôm sau thì hạt sẽ bắn mạnh lên, sẽ mọc mạnh lên. Rồi, như đã xong thì chúng ta phun một miếng nước nữa đi. Rồi, ta làm gì? Rồi, như thế này thôi. Rồi, các em sẽ có thể là đậy nắp lại, khép một hai lỗ bên hông để đậy nắp lại cho kín. Thường thì thầy trồng rất là nhiều một lượng rất là nhiều, cho nên là chúng ta có thể là chặt trồng lên như thế này. Đấy, chặt trồng lên rồi cái vùng cuối cùng thì chúng ta sẽ đậy nắp lại, chúng ta đậy kín hết, không cho ánh sáng vào. Thì khi mà không cho ánh sáng vào á thì hạt sẽ nảy mầm lên cao, hạt sẽ mầm lên cao phía trong. Khi khoảng 5 hoặc 6 ngày thì rau lên cao rồi thì các em sẽ dỡ nắp ra để bắt sáng để rau sẽ chỉ sang màu. Thì hiện tại thì chúng ta sẽ đợi 5-6 ngày sau. Em nhớ là mỗi ngày các em đem ra và tưới đều, phun tưới đều như thế này. Chúng ta chỉ dỡ thùng ra và tưới đều, mỗi ngày ta tưới một lần thôi, không cần tưới nhiều. Thì đến 5-6 ngày sau chúng ta bắt sáng xong thì rau sẽ cao lên và chúng ta sẽ cắt rau để sử dụng. Đấy.
Như vậy là đơn giản vậy thôi. Chào các em.